New Me Discover with Yamaha. There's a moment that you never thought would come. Tomorrow's a new day. Go a little further. New Me Discover. Believe that someday I'll see. Chào năm học mới, Lit Sega nhận quà cực đã, tặng ngay 2 triệu đồng khi mua Grande, Latte, Janus và Frigo. Yến ơi, Yến, Yến à, ơi, dạ, dạ, cô đang làm gì đó? Dạ, dạ con đang dọn dẹp mấy cái đồ của cô chủ nè. À, dạ, đúng rồi đó, vợ tôi đi shopping tới tối mới về. Dạ, cô coi sắp xếp lại tủ đồ của cổ đi. Dạ, ừ, mà cẩn thận nha, toàn là con cưng của cổ thôi đó. Dạ, nè. Tôi xuống dưới nhà. Dạ ông chủ. Con cưng. Cái này mà mình dến thêm đôi giày cao gót nữa là sẽ trở thành nữ hoàng cách quốc. Cô Yến ơi, cô Yến. À, cô xong chưa? Dạ, dạ. Dạ. Dạ, cô dạ. Yến. Ủa, đâu rồi ta? Yến ơi. Dạ, dạ. À, cô đang làm gì trọng vậy? Dạ, dạ, em đang chà toilet. À, chừng nào cô chà xong á, à, xuống pha tôi ly nước cam nha. Dạ, dạ, em xuống liền. À, đang sắp xếp tủ đồ tự nhiên chui vô toilet làm cái gì ta? Trời ơi thôi. Ông mà thấy không? Ông mà thấy mình mặc cái đầm này, chắc ông chửi mình chết. Thank you.
Thôi cái gì như có chữa vậy? Áo bự lắm. Đưa đây về giá cho. Ui. Có chuyện gì vậy? Giao hàng hả? Dạ. Làm gì đem cái áo ra đây? Dạ con đang ủi đồ, sợ bỏ xuống nó nhăn. Ý chết, tôi đang chiên cá trỏng, quên tắt bếp. Cô chạy trỏng tắt bếp giùm tôi đi. Ông chủ vô tắt đi. Trời ơi, chủ tắt giùm tôi đi. Tôi nhận hàng nè, cháy nhà bây giờ. Lẹ. Lẹ lên đứng đó làm cái gì? Dạ. Tôi có cần ký nhận gì không cô? Khỏi đi ông ơi. Cái này tôi thanh toán rồi mà. Dạ, vậy là xong rồi đó, thanh toán là xong rồi. Dạ, vậy thôi đi về. Dạ. Con tắt bếp xong rồi. Cảm ơn cô. Cô có thấy cái cô giao hàng ở cổ lạ không? Mà tôi đặt mỹ phẩm cho vợ tôi, không biết giao cái gì mà lỏng bổng trong này nữa. Ê, trời đất ơi, toàn kim chỉ không nè. Trời ơi, giao lộn đồ của người ta rồi. Thiệt tình á. Ẩu ghê. Mà tôi thấy cổ lạ lắm, chắc là tôi phải báo công an thôi. Thôi, bỏ đi ông chủ. Tội nghiệp người ta, nhiều khi người ta giao lộn hàng á, hàng của ông chủ chắc chưa về. Thôi được rồi, mà cô nghe tôi dặn nè. Dạ. Lần sau mà thấy có ai khả nghi á, dạ, báo tôi liền nha. Dạ. Không có được tự ý mở cửa cho người lạ, rõ chưa? Dạ. Tình. Cái gì? Muốn giữ lại hả? Dạ. Không có được, người ta giao nhầm mà. Không chừng lát hồi cô quay trở lại có cái đưa cho người ta nữa. Dạ. Để tôi giữ cho. Trời ơi. Trời sao đây? Có chuyện gì? Dạ ông chủ. Con mới pha ly nước cam với mật ong. Ông chủ uống cho mát. Cảm ơn cô. Dạ. Cô chu đáo quá. Nhưng mà lần sau đừng có xưng con nữa nghe. Nghe thấy ghê quá. Dạ, vậy mình xưng anh ông chủ ha. Tùy cô. Ông này ông ngắm thuốc lẹ thiệt. Mà làm gì ông vậy? Tôi nghiền viên thuốc an thần bỏ vô nước cam cho ông uống. Thấy ông chủ tôi đẹp trai không? Cũng thường thôi mà. Thôi đi về nha. Đi về nha. Phủ túi lên lầu giá giùm cái áo thôi. Mà cái hộp kim chỉ đâu? Mày không cầm á? Đừng nói ông giục rồi nha. Không có. Ông đem em nhà rồi. Chia nhau đi tìm phủ túi thôi. Cô Má. Không lẽ nhầm có má. Một ba. Mấy anh ơi, nhà tôi có người đột nhập. Mấy anh tới sao? Giỡn sao? Ông gọi công an kia. Tôi phải đền cái giấy quá. Về đi. Có sao không? Về đi. Về hết nha.
bỏ tiền ra đời mới đầm còn đỡ hơn mất mối gia đình này, đặc biệt là ông chồng. Chồng ơi, em về rồi nè, mua quá trời quà cho anh luôn. Chồng, chồng ơi, anh bị sao vậy chồng? Sao anh nằm đây? Chồng ơi, cái gì vậy? Tiền không ở đâu đi ghê quá vậy? Nè, làm gì ngồi đây mà khóc vậy? Chị, em xin lỗi chị. Xin lỗi gì? Em lỡ giết. Cái gì? Con giết chồng tôi rồi hả? Ôi, tôi bảo con mẹ bắt con. Không phải chị, vô đây rồi giết chồng tôi. Không phải chị ơi, không phải chị ơi, không phải mà không phải. Anh không có chết. Em lỡ giết con của chị rồi. Con gì? Tôi làm gì có con? Dạ con này nè chị, em dọn dẹp em lỡ làm rách nữa rồi chị ơi. Em hết hồn à, đưa con ơi. Dạ xin lỗi chị, chị tha lỗi cho em. Lỡ chồng ta... có sao không hả? Dạ không. Sao tự nhiên anh nằm đây vậy? Dạ chắc anh đang ngủ quá chị. Ơi tưởng cái gì, nãy giờ kêu cái này là con tôi hả? Dạ. Nè, cho cô đó. Con tôi còn nhiều lắm. Với lại đợt này tôi đi nước ngoài tôi shopping nhiều cái đẹp hơn cái này nữa. Cái này tôi không có xài nữa đâu, cho đó. Muốn làm gì làm. Vậy mà uổng công từ sáng giờ tìm đủ mọi cách để đối phó với cái áo này. Chồng ơi chồng, anh có sao không? Chồng ơi, chồng ơi anh có sao không anh? Hả? Có sao không? Em đâu hả nè? Anh có sao không? Hả? Hả? Cái gì vậy? Được. Em nè. Thank you.